Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sahan. Và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Công việc biểu diễn trên sân khấu thì không hề hào nhoáng như nhiều người đã tưởng tượng. Có rất nhiều những ca sĩ idol đã phải trả giá bằng sức khỏe của mình và thường xuyên đối mặt với nguy cơ gặp chấn thương ngay khi đang trình diễn. Tuy nhiên thì có nhiều idol chuyên nghiệp đến nỗi là dù có gặp chấn thương nhưng vẫn cố nén đau và hoàn thành tiết mục cho đến giây cuối cùng, khiến cho fan vừa xót xa lại vừa cảm phục. Thứ nhất, Dewi bị chảy máu tai. Trong thời gian hoạt động cùng One on One, Dewi từng khiến fan lo sốt vó khi gặp tai nạn với tai nghe in-ear. Khi biểu diễn tại một lễ hội festival vào tháng 9 năm 2017, Dewi đã bị in-ear cắt vào tai trong lúc điều chỉnh, khiến tai của anh chảy máu đầm đìa tới nỗi ướt cả áo. Cảnh tượng này đã khiến các thành viên của One on One và fan có mặt ở đó vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, bất chấp chấn thương, Dewi vẫn nén đau để hoàn thành tiết mục của mình. Thứ hai, tay của Jungkook BTS chảy máu be bét khi đang diễn. Jungkook say mê sân khấu tới nỗi chấn thương đau đớn cũng chẳng thể ngăn cản anh trình diễn. Trong một lần trình diễn thì người hâm mộ phát hiện ra tay của nam idol bị thương, chảy nhiều máu đến mức có thể thấy qua màn hình. Dù chịu đau đớn nhưng Jungkook không để tiết mục của nhóm bị gián đoạn, anh vẫn tiếp tục hát nhảy như không có chuyện gì xảy ra và chỉ đi băng bó sau khi sân khấu hạ màn. Thứ ba, Taeyang của Big Bang chảy máu mũi vì micro phản chủ. Big Bang được coi là ông hoàng khuấy động sân khấu, tuy nhiên vì các thành viên quá mức nhiệt tình mà đôi khi họ gặp chấn thương không đáng có. Trong một lần biểu diễn thì Taeyang đã hưng phấn đến nỗi bám vào giá đỡ micro và nhảy lên. Thế nhưng chiếc micro lại bị bật lên và văng thẳng vào mặt nam idol. Cú va chạm tương đối mạnh làm Taeyang chảy máu mũi, tuy nhiên anh chẳng hề để tâm tới việc mình bị thương mà vẫn bình tĩnh trình diễn như thường. Thứ tư, Mino của Winner đi diễn khi chấn thương cổ tái phát. Rapper của Winner từng khiến fan lo lắng tột độ khi xuất hiện với chiếc nẹp cổ tại lễ hội âm nhạc và điều này là do bệnh thoát vị đĩa đệm cuộc sống cổ của Mino tái phát. Tuy nhiên anh vẫn nhịn đau bất chấp nẹp cổ để biểu diễn trước khán giả, đã vậy còn quẩy sung như thể anh đang không mang chấn thương trên người. Thứ năm, Kai của EXO liên tục lộ vẻ đau đớn khi biểu diễn. Khả năng vũ đạo của Kai thuộc hàng top của SM cũng như là toàn bộ giới idol, thậm chí anh còn được ưu ái gọi với cái tên là ông hoàng vũ đạo. Tuy nhiên thì để đạt được những thành công như hiện tại, main dancer của EXO đã phải đánh đổi bằng vô số chấn thương, trong đó có chấn thương ở vùng eo. Trong một lần EXO biểu diễn trên sân khấu âm nhạc, nhiều người nhận ra rằng Kai đã tỏ ra đau đớn xuyên suốt màn trình diễn. Dù vậy, nam idol vẫn cố nén cơn đau để hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn. Thứ 6, Đông Hà của Super Junior phải ngồi ghế biểu diễn. Trong một sân khấu của Super Junior, vì Đông Hà bị thương nên anh không thể biểu diễn vũ đạo cùng các thành viên. Thay vào đó thì nam idol ngồi ghế và hát và đây cũng là lựa chọn của nhiều idol khi không thể nhảy nhưng vẫn muốn góp mặt trong màn trình diễn của nhóm nhạc. Thứ 7, Sogwon của G-Fan chật mắt cá chân trong lúc biểu diễn. Các idol nữ cũng có sức chịu đựng bền bỉ chẳng kém đồng nghiệp nam. Sogwon là ví dụ điển hình, nữ idol từng sơ ý trượt chân trong lúc biểu diễn tại một lễ trao giải, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục hát và nhảy. Chỉ sau khi tiết mục kết thúc, fan mới nhận ra Sogwon bị chật mắt cá chân khi cô đi tập tễnh, phải để đồng đội dìu. Điều này cho thấy thành viên của G-Fan đã phải nhịn đau để không làm ảnh hưởng đến tiết mục của nhóm. Thứ 7, Taemin của Shinee bị chuột rút trên sân khấu. Tại concert đầu tiên của Shinee ở Tokyo Dome, Nhật Bản, Taemin không may bị chuột rút. Bất chấp đau đớn và sự lo lắng của fan và thành viên, nam idol vẫn quyết tâm biểu diễn đến phút cuối cùng rồi mới vào hậu trường điều trị. Anh phải tạm vắng mặt ở tiết mục sau đó nhưng rồi nhanh chóng trở lại sân khấu và hoàn thành concert. Thứ 8, Gaeyoung của Stella bị chấn thương cổ nhưng vẫn biểu diễn. Thành viên Gaeyoung của Stella bị thương ở cổ trong một vụ tai nạn xe hơi, do đó cô phải đeo nẹp cố định cổ để chấn thương không trở nên nghiêm trọng. Dù vậy thì nữ idol vẫn đi biểu diễn như thường bất chấp việc cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. Thứ 9, Seungyeon của Kara bó bột nhưng vẫn lên sân khấu nhảy. Trong khoảng thời gian Kara quảng bá ca khúc Lupin thì Seungyeon đã bị ngã trong quá trình quay phim, dẫn đến việc nữ idol phải bó bột tay để vết thương mau lành. Tuy nhiên vì đã là những sân khấu cuối cùng của đợt comeback nên nữ idol vẫn quyết tâm biểu diễn, dù di chuyển khó khăn vì tay vẫn đang bó bột. Sự quyết tâm và tinh thần chuyên nghiệp của Seungyeon đã được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Chúng mình là Top Sahan và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.